kép tầng under siêu nhân quần chiếc, update 12 cuốn màu. Bộ truyện tranh siêu hài hước, nổi tiếng dành cho lứa tuổi 6 cộng. Chắc hẳn là các bé mê phim hoạt hình, không thể nào bỏ qua nhân vật hoạt hình, siêu hài hước đình đám này. Kép tầng Underpants là một loạt truyện tranh, nổi tiếng nước Mỹ của tác giả DAV Pilkey. Nhân vật chính của phim là hai cậu bé lớp 4, Jock Beer và Harold Hutchins Harau đã sáng tác nên truyện kép tầng Anderbens, hay còn được gọi vui là siêu nhân quần xịp. Cả hai rất hiếu động và nghịch ngợm, nên bày đủ trò khiến cho vị hiệu trưởng phát điên lên. Một lần nữa, sau khi thực hiện một trò đùa vô cùng công phu, Dốc và Harau đã bị thầy hiệu trưởng gọi lên văn phòng với quyết định tách cặp đôi này ra khỏi hai lớp khác nhau. Không chịu nổi việc này, Harau đã thôi miên thầy hiệu trưởng mình và biến ông ta thành siêu nhân quần chiếc. Từ đó, Harold và Zuck đã có một siêu anh hùng bảo vệ khắp nơi, cũng như giúp đỡ học sinh trong trường chống lại những thế lực xấu xa. Vấn đề duy nhất là vị hiệu trưởng này không có năng lực như siêu nhân thật sự, nên đã tạo ra nhiều tình huống cực kỳ hài hước. Bộ truyện thú vị này sẽ sẽ đem lại những tiếng cười sảng khóa, y cho các bé. Bên cạnh đó, các bé cũng sẽ học được rất nhiều từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh qua mỗi trang truyền nhé. Trong bộ update 12 cuốn mới nhất